Chơi chứng khoán thì thua lỗ, nhà cửa thì cầm cố, công ty thì phá sản, nợ tín dụng 3-4 ngân hàng. Còn cái khoản làm ăn lớn nào của chú mà anh không biết không? Hả? Biết rằng làm ăn phải có vay có mượn, lúc được lúc mất, nhưng bất chấp thủ đoạn để phất lên, tiêu xài thì hoang phí, lừa bịp thiên hạ. Chú học đâu cái thói lưu manh như thế à? Thế bây giờ kiếm tiền làm giàu là sai à? Em đã ngửa tay ra để xin anh bố thí chưa? Nợ nần em tự lo, đừng mà lại giọng dậy đời nữa. Chú vừa nhận bố thí của anh đấy nhá. Đây, anh cầm cả đi, mai em trả nốt. Thế còn cái khoản 300 triệu của anh chị, chú có định trả luôn không? Hả? À, có định trả luôn không?